Trung Quốc không kiểm duyệt kỳ này. Gap bán áo phông in hình bản đồ Trung Quốc, nhưng lại thiếu những phần thú vị nhất. Trung Quốc ngừng nhập khẩu rác từ châu Âu, trừ xu hướng thời trang. Một gia đình Trung Quốc nuôi được một chú chó cực dễ thương. Chỉ là thay vì một chú chó, hóa ra đó lại là gấu. Đây là Trung Quốc không kiểm duyệt. Chào mừng đến với Trung Quốc không kiểm duyệt, tôi là Chris Chappell. Hãng thời trang bán lẻ Gap của Mỹ đang xin lỗi sâu sắc vì chiếc áo phông này. Vâng, họ vô cùng xin lỗi vì chiếc áo phông thiết kế sai lầm trên. Sao cơ? Bạn không thấy chiếc áo này có gì sai trái sao? Nó không tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Trung Quốc giành giành. Vì dám in thiếu Đài Loan. Và đường 9 đoạn bao hết Biển Đông. Gap là thương hiệu ngoại quốc mới nhất vô tình dẫm phải bãi mìn toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Mới đây, Trung Cộng gửi thông báo này tới 36 hãng hàng không nước ngoài, yêu cầu họ ngừng liệt Đài Loan là quốc gia độc lập. Nhưng nếu Gap phải xin lỗi vì điều gì, thì đó nên là cố tác hợp kaki và điệu swing. Trong một tin tức khác, nhận thấy tuyên bố chủ quyền lãnh thổ bằng áo phông có thể nhạy cảm cỡ nào. Một nhóm du khách Trung Quốc mặc loại áo thun thế này đến Việt Nam. Loại mà Gap nên làm nếu muốn ở lại Trung Quốc. Nó in cả Đài Loan và đường 9 đoạn lố bịch kia. Không cần phải nói, vì Việt Nam phản đối đường 9 đoạn của Trung Quốc, người dân Việt không mấy hài lòng với thời trang của những du khách này. Trên thực tế, số du khách Trung Quốc kia bị an ninh sân bay tuyết còi và yêu cầu thay áo. Tuy nhiên, ảnh chụp vẫn lan chóng mặt trên Internet Việt Nam. Rất nhiều người dùng Internet Việt kêu gọi trục xuất số khách du lịch này ngay lập tức. Tôi bắt đầu nghĩ, chiến tranh thế giới thứ ba sẽ diễn ra vì một chiếc áo phông. Theo Deutsche Welle, Trung Quốc đã gửi Iran lô hàng hơn 1.000 tấn hạt hướng dương. Có lẽ đây là để chuẩn bị cho cuộc thi cắn hạt hướng dương chung Iran đầu tiên. Trung Quốc và Iran đã cam kết đẩy tỷ lệ tăng trưởng lên 600 tỷ đô la mỗi năm. Iran có thể trở thành phần quan trọng trong vành đai con đường của Tập Cận Bình, cây cầu vật lý kết nối Trung Quốc với châu Âu. Và vì lô hàng hạt hướng dương này đến chỉ 2 ngày sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ tái khởi động các lệnh trừng phạt lên Iran, có lẽ đây là cách Trung Quốc bảo Iran, này anh bạn, chúng tôi luôn bên bạn. Và đống hạt hướng dương cũng thế. Sau đây là cập nhật nhanh về câu chuyện cựu điệp viên CIA bị cáo buộc bán mình cho Trung Quốc. Tài liệu của tòa án ghi lại rằng điệp viên tình báo Trung Quốc đã đưa anh này 100.000 đô và hứa sẽ chăm sóc anh ta suốt đời. Vì thông tin mà anh ta tuồn ra ngoài dẫn đến cái chết của hàng loạt điệp viên CIA, nên giờ có vẻ Mỹ cũng sẽ chăm sóc anh ta suốt đời. Trung Quốc từng tiêu thụ gần phân nửa lượng rác thải nhựa của châu Âu, nhưng sẽ không như thế nữa. Những đợt càn quét môi trường mà Trung Quốc bắt đầu vào tháng 1 năm 2017 đã khiến tỷ lệ trên giảm đến 96%, đưa đến một bài toán đau đầu cho châu Âu. Phải làm gì với đống rác thải này? Có lẽ họ nên gửi chúng đến New York, không ai biết khác biệt ở đâu đâu. Đoạn video sau từ báo chí tự do Hồng Kông quay cảnh một ký giả bị cảnh sát Bắc Kinh đối xử thô lỗ. Vị ký giả Hồng Kông kia đến Bắc Kinh đưa tin về phiên tòa xét xử nhà hoạt động nhân quyền Che Yani. Đừng lo, cảnh sát đã cho phép anh ta đến bệnh viện ngay sau khi anh ta ký thư xin lỗi. Và cuối cùng, video của truyền thông nhà nước CGTN quay cảnh một chú gấu đen được cho là vật nuôi của một gia đình Trung Quốc. Lúc đầu, họ tưởng nó là một chú cún. Anh à, Fido bị gì thì phải, nó không chịu chạy đi nhặt bóng. Buồn cười ở chỗ, tôi cũng từng gặp tình huống tương tự. Gia đình đã rất thất vọng khi biết tôi không phải một chú cún. Con xin lỗi mẹ. Cảm ơn đã theo dõi tập này của Trung Quốc không kiểm duyệt. Một lần nữa tôi là Chris Chappell. Hẹn gặp lại. Giờ là lúc trả lời một câu hỏi nữa từ khán giả trung thành của kênh trên Patreon. Mark Matthews hỏi, anh đã đọc cuốn Cửu Binh Cộng sản Đảng chưa? Anh sẽ giới thiệu nó cho người khác chứ? Tôi đã đọc và chắc chắn sẽ giới thiệu tới bất kỳ ai
muốn hiểu được bản chất thực của chủ nghĩa cộng sản và ảnh hưởng của nó đến Trung Quốc hiện đại. Sách cho ta biết cách Trung Cộng chiếm giữ và duy trì quyền lực. Và phải nói, số người chết rất nhiều. Tôi sẽ đặt đường dẫn đến cuốn sách trong phần mô tả bên dưới. Cảm ơn câu hỏi của Mark. Một lời nhắn gửi tới fan hâm mộ Trung Quốc không kiểm duyệt trên Patreon. Hãy để lại câu hỏi trên trang Patreon của kênh, vì có lẽ tôi sẽ trả lời câu của bạn vào lần sau.